Ok anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Biusagi anh em ơi. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà Biusagi đánh One For nè anh em. Đây là chế độ một cho tất cả. Và ngày nay mình đã bích được con Chundo mà con nó là hằng éo ước mình được chơi trong chế độ này luôn anh em ơi. Và mình đang chơi với anh mình, đó là người đi top chúng mình luôn nè. Ấy có con rồng bay kìa. Ôi, con rồng kìa. Wow. Này người ta gọi là rồng lửa, rồng đất ơi. What the fuck? Vãi thì con rồng bay vờ lờ chim én luôn. Ok, đây ngày mình sẽ đánh Chundo trong chế độ này. Ê, nó rồi nhá mày này, mày chạy hộ các bạn ơi, level 1 qua level 3 600 ngon stream vãi lòng, phút thứ 1 baby. Thấy chưa anh em, thấy sức mạnh của con Chundo chưa? Và mình nói cho anh em biết đó là chiêu W của con Chundo này nó cộng dồn ấy. Cộng dồn anh em thấy không, hai chiêu W là 1.12 tốc đánh. Để mình sẽ thử cho anh em xem biết nó cộng dồn hay không. Đập chủ phải nói là nhanh vờ lờ nhanh luôn á, thề mất nhanh luôn nè. Sẽ bật đắp thử nè, bật đi đó là 0.98, mình bật nó là 1.12, thấy chưa anh em, chiêu W nó cộng dồn. Anh em nghĩ đến cảnh tượng mà năm đứa Chundo đi chung lên mà nó bật mắt đúp đi anh em. Wow. Và giờ mình với anh hai mình sẽ tăng mắt đúp luôn anh em, mẹ khô máu với nó luôn, ngại ngùng cái gì nữa. Về đây không ổn rồi. Rồi nó biết rồi, ra farm thôi. Và nó là chơi Chundo trong chế độ này phải nói là hằng mơ ước của mình rất là lâu rồi. Mình mong ra chế độ này để mình chơi con Chundo này rồi. Và nó là chơi rất vui luôn em, thề luôn. Và nó bê chủ phải nói là nhanh vờ lờ luôn á. Mình ké anh em luôn, bê chủ nhanh sắc mặt lòng luôn. Để tăng chủ bê luôn. Bê chủ nè. Nửa cây. Mày chơi tao. What the fuck. Đập nó đi. Rồi, Salmon. Rồi, Salmon. Nice. Anh em đã thấy cái chức mạnh của ông Chundo chưa? Cái đầu đen. Ôi, bậy rồi. Shit. Cái này đi rừng anh em à. Ok, mình sẽ lên cái thủy kiếm trước. Và mình sẽ lên cái một chút đam. Đấy, cho khô máu luôn. Anh mình thì với mình vẫn còn dịch chuyển. Thôi mua kháng phép cho nó châu chút chứ, tí nó lên nó năm đứa eco nó sẽ cùng cho chết. Đấy. Mình thề anh em luôn là con Chundo này bê chủ phải nói là nhanh mất nhanh luôn. Kẻ luôn. Và anh em nên nhớ là cái chiêu R của con Chundo này nó cũng cộng dồn anh em, là nếu mà năm đứa Chundo bật R và cùng một đứa thì đứa đó nó sẽ bị âm giáp luôn. Ai ngon, cái này băng trụ nè. Xúc nó. Đập nó. Đấy, nice. Trời ơi, hai con Chundo nó bự như Chundo được bự luôn. Trời ơi, nó bự rồi. Ngang cái trụ luôn anh em. Ăn trụ đầu tiên nè. Rồi sao men? Chạy đi. Ê, chạy hộ. Rồi lại đi, rồi lại. Đấy, biết ngay. Mày chạy đi đâu nữa? Đi đâu nữa nè? Chạy hộ luôn. Câu giờ làm cái gì? Đẹp nè, cắn nè, mày nè. Ui, cho mình. I come in. Chạy bằng niềm tin. Chơi chân đồ thì có cục băng thì nó chạy bằng niềm tin. Mấy con cờ hó này. Ngoại khô máu luôn. Đắp liều cộng vô nè anh em. Ok, mình sẽ tăng mắt đúp luôn anh em, để chữ W này nó phải nó là phát huy tiềm năng một cách tốt nhất. Giờ mua đồ không chơi tiếp. Một cái 7 tiền. Trời ơi, giờ một cái 8 tiền luôn. Quá kinh khủng luôn. Và mình sẽ lên phải nói là cái tay mọc kiếm là cái món đầu tiên. Tại vì mình thích thôi, nó rất là mạnh luôn anh em. Chuyên đồ tay mọc kiếm rất là mạnh luôn. Anh em có thể lên real team art đó, anh em dọn lánh nhanh cũng được. Nhưng mà mình thích dùng làm cái chết luôn, bê kê luôn, khô máu luôn. Và anh em muốn ủng hộ mình thì anh em đừng quên nhớ nhấn click quảng cáo 1-2 video. Lần 1-2 lần trên một video anh em. Click quảng cáo thôi là anh em đã ủng hộ mình rất nhiều rồi.
Và anh em nào thấy hay chưa, thích nữa thì hãy nhớ like cũng như là hãy share cho mình nha, cũng như là hãy đăng ký ủng hộ mình lên 200k sub, đó là cái con đường tiến tới hiện nay của mình rồi. Đấy, và anh em đã muốn mình làm thêm chế độ này thì anh em đừng quên nhớ bình luận ở dưới, mình sẽ làm theo ý kiến của anh em. Blue không, có blue không? Ê, cái đầu đi này nó cướp blue của mình rồi. Mình quên mất là tem mình không có rừng, tem nó lại có. Thôi mình xuống mít mình bê trụ luôn. Anh ơi, xuống mít nè. Anh em hãy nghĩ đến cái cảnh tượng mà năm con Chundo nó ôm mít và bật map W. Ồ, nó đập trụ với nó là sát mặt lòng luôn anh em. Thề luôn, tí nữa về lay nè sẽ thực hiện được thôi. Đấy, đập nè, đập nè, đập nè. Về lý cái trụ bắn hả? Come on, come on, về. Đập nè, mày đánh anh hả tao? Về đây này. Ồ, mình cho vãi lòng luôn em. Thề, mày đánh tao tóc biến hộ coi. Chạy đi đâu mà chạy nè. Thằng này nữa. Rồi nha. Ồ, đây mới đông gì. Mày nè. Mắc ngày luôn em. Vời là trời đông kìa. Chơi nữa. Trời ơi, từ combat phải nói là 1 với 1 mà ra thành 5 với 5 luôn. Và thành 4 với 4 luôn. Vãi thiệt. Về. Ok, tạm hợp nào. Nice to. 2-1-3 cũng không phải dẫn vừa đâu em. Xanh rồi đó. 2-1-3 là xanh rồi đó. W chỗ bê trụ à. Anh em thấy vô, trời ơi. Mấy cái hai đứa thôi đó, mày đã bê rồi. Wow. Sắp mất lòng luôn. Anh thằng kia nó bị ngáo rồi nè. Xuống nè. Wait for me. Rồi luôn. Chết hai người rồi. Ta không biết chơi, what the fuck. Ê. Mình phát hiện chuối. Chuối ngon. Chuối ngon, 510 đồng. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Đủ 3 cờ MNR luôn rồi. Nice. Thằng nào đây. Mày chơi không? Chàng trai của núi hả? Mày sống trên miền núi mà đòi chơi liên minh hả? Đập sắp mặt lòng luôn. Mẹ miền núi mà vào đây mà cản trở công việc đúng không? Mày miền núi là nó đọc đen, nó chạy mạng với nó là sắp mặt lòng luôn anh em. Ôi, tụi mày cứ đánh lộn đi, tao không quan tâm. Chỉ muốn bê trụ thôi. Chúng bê trụ đó, bê trụ. Trụ là trên hết. Ấu dè. Sao mày? Mày chơi điên, ngéo ngơ nè. 510 đồng liền anh em. Trời, chấm dứt cái nhẹ luôn. Nó tưởng là nó mạnh. Nó tưởng là nó bá đạo, ai ngờ con này béo quá mạnh so với quy định luôn rồi. Con này chiêu R phải nói là bút vô một cái là mình bự mang ngang cái trụ luôn á. Thờ với mình hút dép nó nữa, nó trừ dép nữa. Bãi. Ôi, núp. Tới đây. Tới đây nửa cây cá nhẹ nè. Ok, chạy đi man. Rồi, bao chủ mít luôn. Come on. Cho full tốc đánh lên em. Trời ơi, trời. W lên. Trời. Vãi lòng chim én. Trời ơi, chủ đập kìa. Phải. Trời. Về, đừng giết mình. Đừng, không bao giờ. Chạy về được. Úi dồi ôi. Vời lờ. Thôi, chỉ có mình còn sống rồi anh em. Chỉ có mình còn sống rồi, bất tử. Thôi, vờ cờ đập luôn, thờ luôn, bê trụ vào nó lại.
phá lông luôn á thề. Đó, mình lên cái này là mình phải nói là sốc đem chơi khô máu nó hello. Tại vì cái này làm đánh solo là nó giảm phần trăm sát thương anh em mà rất là phê. Rồi anh em có thể thấy là nãy đập trụ mấy như mấy móc đập luôn với năm đứa full tốc đánh. Năm con chun đồ mà con nào nó cũng full tốc đánh nha anh em. Mày đập trụ ấy như đập rác gì á. Tới này, tới này, tới nè. Chơi luôn khô máu luôn. Mày đánh anh em tao, mày đánh solo mày, solo mày. Ơi ngáo rồi, ngáo rồi, ngáo rồi, ngáo rồi. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Ok không sao. Một đổi hai thì cũng có vẻ không lời mấy nhưng mà chơi vui là chính. Anh mình thì có vẻ lên đồ kiểu như là chống chịu anh em mà. Rêu đã mới xài cũng như là đang hướng lên là cái giáp tâm linh rất là trâu. Đấy anh em có thể thấy là mình team mình mới on đúng một lần luôn á, on mid 5 đứa đúng một lần mà đã bê tới chủ nhà lính của nó rồi anh em. What the fuck, thờ luôn. Đấy này mày có sư dẻ á, ăn sư dẻ thẻ là win luôn á, ăn luôn cũng luôn rồi on win luôn. đợi mình. Trời ơi, chờ mình. Trời ơi, đập, trời ơi. Nó đập rồi. Mày ngéo. Mày ngéo, mày chạy đi. Mày chạy đi. Chạy nhanh dữ ta. Chạy đi, mày chạy hộ cái. Mày lên đây. Chết mày chưa. Chết mày chưa? Thằng này nó vẫn chạy được thôi. Bơi trụ. Trụ là cái gì? Trụ là cái gì nè? Ok, về. Oh shit. Về được. Ok. Nào chạy đi nè ơi, là ơi. Chạy được không? Ok, chết rồi. Đúng là một người anh tốt bụng hy sinh thân mình để bảo vệ anh em. Rồi 2k máy máu cũng ngon rồi. Nó ôm mít lại rồi anh em. Năm đứa của nó ôm mít lại rồi. Cái đậu đen chúng mày muốn chơi à? Sao mày? Khô bổ luôn mày. Chơi mày. Ôi ôi, không ổn rồi, thấy nó stun ghê quá rồi. Rồi luôn. Xì tun liếc nè. Vào đây. Mày ngéo nè con trai nè, ngéo nè. Ui chuối. Chuối trời chuối luôn, ngồi vét nó. Một trái rồi. Chạy đâu thằng kia đó, thằng gờ san kia mà chạy đâu, đi đâu nè, chạy hộ cái này thằng ơi. Mày nữa thằng này nữa, mày chạy đi đâu mày nè né cái nhẹ nè. Rồi sao nữa, dừng e cái nhẹ nè, mấy nó vẫn chạy được kìa. What the, phải thì nó tin được luôn. Mình bật cái động đánh lên nè anh em, nãy giờ chưa bật. Tăng chủ bơi trụ luôn, khô máu luôn. Phun tốc đánh luôn. Trời. Ăn trụ luôn ơi, nó ra rồi, xui vậy. Mày rượt hộ cái chặn cái đường cái nhẹ luôn này. Ôi về. Anh em thấy chưa anh em? Không còn quái mà anh mình với mình là tăng trụ và bơi được hơn nữa cái hơn nữa máu trụ anh em biết gắt cỡ nào mọi gì. Bây giờ mình sẽ lên cái giáp tâm linh luôn, mắt trâu luôn, thề luôn. Giờ kháng phép là đã là 129 rồi mà trong đó là có hai món kháng phép, một nhất là cái giày, vậy nó kháng hiệu ứng rất là ghê. Mày đâu rồi, chơi không mày? Bây giờ mình trâu mắt trâu rồi anh em, thề
Nãy anh mình với mình tăng trụ mà để không cần quá luôn mà để bê được hơn nửa cây trụ rồi. Giờ chỉ cần hai cái W của chung đồ là có thể full tốc đánh rồi anh em. Hai cái W của chung đồ là full tốc đánh rồi. Rồi Baron. Giờ Baron xong một ô một cái là win luôn. Thề luôn. Mắc sư dễ còn 30 giây. Ăn lại xong cho nó thể sư dễ luôn em. Baron đi. Ăn luôn. Full tốc đánh cái nhẹ luôn nào. Trời ơi, hai cái W là full tốc đánh rồi. Trời ơi, nó đặt Baron kìa. Trời ơi, nó đặt Baron kìa như con luôn. Trời ơi, Baron móc máu không phanh. Rồi, ngon. Họ suy dễ luôn, on top luôn. Chú mày muốn gì? Không cần lấy luôn em, lên khô máu luôn nè. Coi trụ nè, trụ là cái gì? Trụ là cái gì? Trụ nè, lính là cái gì? Không cần lính luôn. hút máu đầy cây luôn nè, mày chơi. Tao trầu lắm. Giờ sao? Tao trầu lắm mày. Bằng một cái nhẹ nào rồi luôn. Lên luôn, mình trầu vào lờ luôn đây ta. Hút máu là đầy cây luôn. Úi trời ơi. Rồi ba trụ luôn. Khô máu luôn. Trụ này cái gì? Trụ này cái gì? Trời nó đập trụ kìa. Trời. Rồi chơi luôn. Trụ nè, có trụ nè. Trụ. Win luôn. Come on. Win luôn. Rồi là trời ơi, ok về GG em nha, và tạm biệt em và làm em và bên sau. Bye bye.